Mẹ quê mù xa diêu diêu, mẹ ơi sừng năm nay chắc con sẽ không về, chắc mẹ chiều nay còn đỡ cứ đợi chờ. Ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào Khổ bóng khổ không được. cánh đầy sum. Trời bây giờ mà trời đã sang sưng, con mẹ dẫn đôi đường cách trở, nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm. Ôi nỗi chờ mong chắc đã nhuộm tóc mẹ màu thương tiếc, cao vua trên cây nằm ngang, thương em từ thở má mang trong lòng. Sao vua trên cây nằm chồng đôi má em hồng, hàm răng em trắng chanh ngơ ngẩn, chinh nhớ mười thương một thương tóc xõa mơ màng. Là kêu, thế là kêu phóng lên trời kêu rồi đó. Tại vì chú là thiết kế riêng cho chú thôi. Sao kìa? Trời ơi. Ui. Cái cầu này là khó đi lắm nha. Cháu ngủ có nhiều điện lại được không? Cẩn thận, cẩn thận. À, chú là một người sống khá là lập dị, những cái chữ của chú viết đều có một cái logic riêng hết à. Chữ bông là con cháu. Cháu. Bông là cháu, còn Trang. Trang là con. Trang là con. À... Chữ hai là bả. Chữ này chữ Việt hay chữ gì? Chữ Việt. Việt là ai? Chữ Việt là thứ hai, chữ Việt này Việt Việt âm. Chữ âm là y dài. Việt dương là y ngắn nè. Trời ơi. Âm y dài, Việt dương y ngắn. Ở cái Việt dương là y ngắn mà chữ Việt là Việt âm, đừng bà Việt âm là phải y dài. Dạ. Yeah. Em hai thiếu thiếu em viết chữ là. Trời ơi, cái chỗ ngủ của chú đây đây hả? Hả? Ngủ đây đây hả? Chú ngủ trên đây á hả? Ờ à, ngủ đó, ngủ vậy. Trời ơi. Chú là một người sống lập dị ghê ha. Thật sự luôn đó. Lạ quá chú ơi, ngay cái mùng này chú văn sao vậy? Đâu cũng nhiều người ra coi chứ họ cắt nhà tôi chưa chịu rồi chứ ở đâu. Ồ. Nhiều chú, người vậy chứ. Còn ở dưới đây là sao chú? Ngôi nhà thờ. Trời. Nhà thờ. Thờ ở đây là thờ hết, đây là chỉ giáo, ghi là chỉ giáo. Ồ, cái ngôi nhà phong ôi, nhân có để ý á là bây giờ chú nếu rất là tại chữ. Vì em học và thế nào hồi xưa giờ em nói là chỉ ghi là thật ra thì có phải ảnh hưởng bởi chiến tranh hay không, nhưng mà cái nhà của chú đều đầy chữ đó nè. Chữ ghi là em hà xếp ghi rồi chắc thú và chú tôn sùng đạo. Nhưng mà hơn. Ví dụ như ở trên đây và ở dưới kia mấy cái chữ này có lặp đi lặp lại không, như là nó khác nhau nó lặp nó cũng lặp. Bây giờ chú em học có một chữ đâu được, học hết cái đây em mới nói chuyện được đó là à. Chứ bây giờ em học mà tới thầy giáo nữa mà em không học không được là không tới không được. Ồ. Em thí dụ học trung học thì ở đây nó có trung học, còn ở đại học là nó thầy giáo mới được, không thầy giáo ông nói là thiếu một chữ cũng không được. Nhưng ở đây thì chú xài nước làm sao lau cái nước luôn. Nước là trời mưa. À dùng nước mưa. Nước trời. Nước mưa trời thôi. Mà nhà nước cho nước thì cũng không lấy nước cũng đâu có làm gì, nước cho chi cho cái cây nước thì cũng không có làm gì. Điện đóm này chú câu từ đâu ra? Điện đóm này nhà nước truyền luôn chứ tôi không có chuyện. Ồ. Giờ bây giờ không giờ đóng tiền điện, bây giờ nhà nước cũng không lấy tiền điện, không lấy tiền điện nữa. Không lấy tiền điện luôn. Không. Điện thôi. Ừ. Rồi. Là không có cái máy luôn á anh Hùng. Đúng rồi. Mưa gió như vậy em sợ nguy hiểm cho chú nè. Thật ra này xi măng nó bị xói mòn hết nè. Đúng rồi. Và những cái thanh sắt rất là nhỏ luôn ha. Anh em chú lại vẽ thêm thiên nhãn nữa nè. Tất cả những cái chữ và những cái hình thù ở đây thì không theo một cái trật tự, theo một cái tôn giáo hay là một đạo nào mà mình đã từng nghe, mình từng thấy hết á anh. Chú viết rất là theo những cái tư duy của riêng chú thôi. Nhưng mà anh Hồ có thấy là em thấy đa số những người có vấn đề về thần kinh đó anh, từ chiến trường Campuchia trở về thì rất là khó chữa. Không hiểu thì ở sau khi họ những năm tháng chiến tranh ở bên đó thì có vấn đề gì hay không. Em nghe rất nhiều những vấn đề về bùa ngải anh Hồ. Đúng. Dạ. Mà về rất là khó gỡ và rất là khó chữa. Thì em cũng nghĩ là chú ở nơi đây là cũng có một cái vấn đề gì đó về thần kinh. Dạ. Thì anh... khi nãy chị ở dưới cũng có nói là như vậy đúng không? Anh thì cũng nghĩ giống như em vậy. Chú là một người học, anh nghĩ là học thức cũng khá cao. Dạ. Và cái nhận thức của chú thì khoảng còn 30% thôi là nó bình thường thôi. 70% còn lại thì chắc có lẽ là do vấn đề về bùa ngải nè. Rất là nhiều người mà ở miền miền Nam á, đi theo chiến trường Campuchia ngày xưa á,
thì rất là nhiều người bị bùa về đây, cái trạng thái thần kinh không bình thường. Đó là một, cũng là một điều khó lý giải. Anh nghe những ông cụ, bà cụ lớn nói rằng á, đi về Campuchia đó, những cái người lính á mà thích về cái châu vàng bạc châu báu Campuchia đó, đặc biệt là những cổ vật ở chùa đó, không may thì đem về thì sẽ bị như vậy nè. Cái vấn đề thứ hai là quen những người con gái của bên Cam á, thì cũng gặp những cái vấn đề trục trặc như vậy, và anh đã gặp rất là nhiều. Cái tình trạng của chú thì thật ra mình cảm thấy mình thương cho chú. Thực sự khi nãy anh em có những đoạn rất là buồn cười, bởi vì có những cái logic nó rất là lạ của chú đó. Anh em cũng buồn cười, nhưng mà thực sự thì sau cái câu chuyện này chỉ thấy thương chú. Theo người, theo người dân địa phương ở đây thì anh nghĩ là cho rằng là chú có vấn đề về thần kinh nhiều á. Nên thành nữ là chú cứ làm cái công việc gì chú thích thôi. Có những cái cây cối ở đây, chú nói là chú bẻ rau với lại là bông sa đũa đó, chú bán mỗi ngày thì được 5-7 ngàn, thậm chí có lá me luôn á. Lá me với lại chú bẻ me chú bán. Cái cơ duyên mà hai anh em, ba anh em mà quay vô đây á, là mình thấy cái căn nhà này nó lập dị quá. Trong cái căn nhà mà nó viết đầy những cái chữ à, mà nhìn từ xa thì mọi người sẽ nghĩ đó là những cái bùa ngải gì của một cái ông thầy sư thầy pháp gì đó, chứ không nghĩ là bình thường. Nhưng mà người tìm hiểu thì mới biết, để chia sẻ cái câu chuyện này cho cô bác của anh chị xem. Ngay cả cái ấm này chú viết chữ lên mọi đồ vật của chú luôn á. Chiếc áo, rồi vách tường, chiếc xe và cái ấm này nữa nè. Và cái này, cái màu này em có để ý nó giống như là cái màu của cái gì không nhân? Màu sơn với lại chữ. Em thì chỉ thấy là nó cũng giống, khá giống với những nơi chùa chiền. Đúng, và đặc biệt là chùa Campuchia. Dạ đúng rồi. Đúng không? Chùa Nam Tông á. Chùa Nam Tông thì chỉ sử dụng hai màu, đó là màu đỏ với lại màu vàng thôi nha. Không sử dụng màu khác. Và thậm chí chú cũng sử dụng vậy. Anh nghĩ là chú cũng bị ảnh hưởng bởi cái quá khứ. Nhìn qua khung hình thì tí xíu nữa đây thì chú sẽ đứng ở đó, thì mình sẽ chụp một cái tấm hình cho cô bác của anh chị thấy. Cực kỳ là gì, lập dị luôn. Chú có cả những cái sổ sách trong này nè. Ai kêu? Cũng có kêu chứ, không kêu sao được, cũng có người kêu. Hàng ngày đó phải có người kêu để viết cái cuốn này. Có kêu với không kêu thôi. Như ngày nay đây, hồi 10 giờ chưa có mưa thì lát chút kiếm đã, chứ không mưa 6 giờ đã chứ không mưa rồi sập. Chú đoán được thời tiết luôn. Thì nó hay viết thời tiết chứ, không có đoán mà trên kia kêu mới viết chứ không có đoán. Rồi. Cái này là lát anh thôi, tôi phải ghi tên mấy anh vô đây. Ghi tên vô đây. Có cái tên. Chúng đúng rồi đó ha. Cũng em muốn ghi tên từng người trong gia đình, người giùm. Dạ thôi được rồi, chú coi chừng bay mất tiêu. Đặng sau khi cái tên của em là nó như em đi phương trợ vô định là không biết. Mà nó có vụ án gì là đây người ta kêu. Trời ơi, trời. Kêu chứ. Kêu à. Cho nên linh như vậy người ta mới cúng, người ta mới kêu được. Ví dụ mà dạm đi trên kia mà nó gặp những chuyện gì là đây người ta kêu. Biết chưa? Tối ngủ người ta báo hiệu cho chớp, biết là ở bữa nay có vụ án gì. Có nói thật. Còn em mà không ghi tên thôi, tôi ghi tập thể. Còn nếu ghi tên có chia sẻ, chú nói những cái từ rất là hay. Các em đến đây là một cái đoàn từ thiện tâm linh hay như thế nào để chú biết, chú ghi tên. Nếu em muốn ghi tên là đây tôi ghi tên vô. Đã kêu, đó là kêu phóng lên trời kêu rồi đó. Hết đây là khá. Một xá là đến 12 xá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 là hết. Còn mình thí dụ mình công đức ít thì mình xá 2 xá thôi. À, xá 3, xá 4, xá tùy mình. Mình xem sách là 12 xá. Dạ. Nó đúng 12 xá mới đúng. 1 xá, 2 xá, 3 xá, 4 xá, 5 xá, 6 xá, 7 xá, 8 xá, 9 xá, 1 xá, 2 xá. Rồi, cái bài kinh sao chú? Có người họ xá họ dày. Họ chấp tay, họ mở tay dày. Dạ. Còn kinh là mở chi đi đâu? Di du dư do du dơ ga giá dớ di dứt, đó là phải gọi anh tiếp, đó là di dí gì dĩ dĩ gì phải gọi anh tiếp, đó là cái bài đầu tiên nhất là chỉ giáo nha. Giờ đây con di dí gì dĩ dĩ gì đó, cái chữ du du rù 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 rù, mới dư 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 do gió dò 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 vô nhớ dò dò dò
như giới giờ giờ giá giá già giá 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 cái này chữ giá là em học thầy hình như chắc là chưa tới chị ạ. Giá là khó giá giá già giá 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 giớ 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 giờ giớ giờ ve 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 chữ ve này em phải thuộc rồi, cái chữ giá với chữ giớ là hầu như chắc chắc chưa thuộc, thấy không? Đó ve 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 là ve 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 là chú Giêsu không, cái chữ ve chữ ve 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 dép sắt dép quần dép ở dưới là dẹp đó, chị dẹp hết rồi đó, chị dẹp căng dẹp là hết rồi đó, bỏ đó là cái xá xá mà học làm sao là đọc từ ở trên này xuống dưới là hết, phải học hết thuộc hết. Mà giờ có một cái tiên nhân nào mà ông gửi lên đó là ông hỏi là mình sẽ trả lời liền, ở dưới bao nhiêu chữ này hỏi phải trả lời chữ đó, không biết muốn hỏi cái gì hỏi phải trả lời đâu á thi rồi. Ông hỏi muốn hỏi cái gì hỏi là mình trả người lời. Dạ 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 dép là gì chú? Chị dép là dép sắc dép, dép có dép là dẹp. Là chị dép đó. Dép là dép di, dép giáo đúng không? Là trong đó nó, trong cái bài chữ nó là trên chữ dẹp là hết. Dẹp là nghỉ. Dẹp là nghỉ là hết, hết dẹp. Hay ha. Ví dụ bây giờ chứ ăn cơm hay là rửa dẹp, dẹp là hết rồi đâu có còn ăn nữa, nghỉ. Hết dẹp, chữ dẹp là nặng hết. Chữ như đầu là mới mở màn. Mới mở màn. À, còn cái chữ vô 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 thường hay gọi là đám dỗ, quải cúng bà đó gọi dỗ. Dạ, dạ. Ở đám dỗ. Dạ. À, đúng đám dỗ. Còn chữ gia gọi chữ nhà, gia là nhà đó. À, có chữ gia nè. À, chữ giáo nữa chữ gia. Bây giờ nếu bạn với chữ gia đầu hỏi lấy chữ gì vậy thì nhận đầu là em thua rồi. Em thua người ta. Hỏi lấy chữ gì đầu là không ai nhận được. Anh Hoa có để ý không là chú rất gành chữ Hán nha. À, chứ sao? Chứ gia là không? Nhà đó chú gành hết à, chữ gia là chữ nhà mà rồi mình ông bà ông anh mà để chữ gia cái thằng kia đó, chữ gì đâu cũng nhận cái rồi, đúng rồi chữ gia là chữ nhà đó. Gia là chữ nhà. Chú có bài thơ nào không, hay là ngày xưa chú đi bộ đội á thì chú đi chiến trường là thơ là nó bỏ hết dấu là thơ chứ chiến trường là chú có hát được bài nào không? Hát là nhiều, bây giờ là bỏ hết rồi không hát nữa, hát là nó lệch chữ này tôi nghiệp nè không được. Cái bài hát nào mà ngày xưa chú thường đi với lại đồng đội của mình đó chú thường hát? Hát được chứ. Hát cho con tụi con nghe thử với. Hát bây giờ cái bài hát là nó có. Còn bài hát nào chú thường hát sinh hoạt với lại đồng đội của mình? Sinh hoạt ở bài hát đồng đội của mình là trong hai cái bài này nó mình nói là. Nhưng mà ngày xưa là chú có người yêu thì chú hát bài nào cho người yêu mình nghe? Bài người yêu thì thường ca cổ là hát mười thương thôi đó. Dạ dạ chú hát cho con nghe với. Cái thường ca cổ ca bài người thương thôi. Dạ dạ. Ví dụ là sao vua trên cây năm cây. Thương em từ thở mẹ về gửi cha, sao vua trên cây nằm ngang, thương em từ thở má mang trong lòng, sao vua trên cây nằm chồng đôi má em hồng hàm răng em trắng tranh gần chinh nhớ mười thương. Một thương tóc xòa mơ màng, hai thương lời nói dịu dàng có duyên. Ước gì anh cưới được người vợ hiền, anh cất nhà vàng anh lốp đàn bằng giống gấm. Thôi anh ơi hãy để em đi đừng chọc kéo làm chỉ rối nghiệp kẹo cô bác người đã biết được mà cha mẹ chẳng đặng vui lòng. Bảo sao em học khôi bởi bồng ra đường, liền xéo liếc khiên đi ngang về tắt cho sớm về nguyễn mai. Thôi đừng chịu ghẹo nữa anh ơi, để em về kéo trời chiều nắng xế, để em về kéo cha mẹ đợi chiên cá một đời anh gấp gấp mà làm chi. Thôi anh ơi nếu anh thật dạ thương yêu chưa không tính chuyện một ngày một bữa, xin anh hãy cậy người giảm hôi chứ đừng chặn đường đổ ngõ mà thiên hạ họ chê cười. Đã thương em là thương cả một đời, cũng lắm lần anh muốn nhờ mấy cậy mối, nhưng chiếc tiền một lỗi cha mẹ khó khăn. Chuyện đồn cha mẹ em hiền, chỉ trong nhân nghĩa chớ bạc tiền chẳng ham.
chớ ham chi chuyện là vợ con mình thư hóng, chớ có cần gì cái chuyện vợ chồng. Chim bay về núi đường xa đưa em một nẻo lẻ, cha mẹ già không quá khắc khe, cha mẹ già không quá khắc khe. Chỉ sợ em dễ dãi rồi anh cười chế em, thương em trong trắng trăm hồn, ít trăng ít ở trăm đường khéo khôn. Về nhà chinh nhớ mười thương, vào mơ ra tướng, sao em không thương chút tình. Thương ai em ơi giữ gìn cho tấm chân tình nào phủ lòng anh. Nhờ thầy coi tháng tốt ngày lành, thưa cùng cha mẹ cho mình đẹp đôi. Hết rồi, hết rồi. Chú năm nay 60 mấy tuổi mà chú vẫn còn tuổi, đầy hơi ghê á. Sinh trước lâu nhân chú hát hay nhân em mà được học. Em thấy chú hát sao? 58 dạ. Chất miền Tây. Cũng nhiều bài hát đó, nói đúng ra hát. Thật ra muốn chia sẻ câu chuyện như nè. Chú thì vẫn còn nhớ rất là dai. Mấy cái bài hát những cái bài hát mà rất là xa xưa và rất là dài, chữ nó nhiều lắm. Người ta thường lên một hai câu thôi là cũng giữ rồi. Đây chú chơi nguyên bài, nguyên bài không? Nguyên luôn, nó còn qua đó. Tết này xin này con không về đó chứ, có bài hay Tết này không về là mới hay. Đâu rồi chú hát luôn đi. Đáng rồi. Đáng cho chú hát luôn đi. Cái bài Tết này không về gọi là xin này không về đó các bạn, nó mới đọc tới ngày đó là ca trong buổi Tết. Dạ đâu chú hát cho con nghe ai. Chiều nay én liền trời cao, mai đào vàng trên rầy. Nẻo quê hương mù xa diêu diễn, mẹ ơi sừng nằm nà chắc con sẽ không về. Chắc mẹ chiều nay còn đỡ cứ đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào cũng cánh đầy sưng. Trời bây giờ mà trời đã sang sưng, con mẹ dẫn đôi đường cách chờ. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nói chờ mong chắc đã nhuộm tóc mẹ màu thương tiếc. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, ngó trước giường sáu kêu đều vắng lặng. Chừng cả về giữa con của mẹ vẫn chưa về, chúc bà nén nhang cầm giữa bàn thờ. Lời khấn nguyện nghe như lời tâm sự, ông ơi con của mình Tết nhất mà nó trắng về thăm. Nhà còn con gà tôi không dám mần thịt để cúng ông, mà muốn để con nó về vui khai trong ba ngày Tết. Ngày quết bên phòng điểm canh nồi bánh tét, chờ đợi mỗi mòn mà nó có về đâu. Mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng ngoài ngõ, bóng chợt buồn băng phăng hỏi mẹ Tết năm nay sao không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ trực tuôn trào. Thằng Út có nói nè, anh hai có hứa là Tết này sẽ mai nhiều áo mới cho tuổi con, hay là anh không còn thương con thương má nữa. Nè, đừng nói bậy nghe, con nó thương mày chứ tụi con thương má lắm, nhưng đường quá xa không về kịp xuân này. Nhờ vợ phương trời ơi thương nhớ biết bao nhiêu, nhớ mẹ nè, nhớ em nè, nhớ từng con đường cũ. Một sáng mùa xuân gái trai làng dập chiều khoe áo, mới nhớ đồng tiền mừng tuổi thơ ấu thơ. Đêm giao thừa tóc mẹ bạc phơ, đàn em nhỏ ngỡ ngàng trong anh áo mới. Tết rồi chưa mà nhưng sân vẫn chưa về. Con biết xuân này mẹ đợi thằng con phiêu bạc chiếc lông đông, cho nên tóc mẹ tàn thêm bạc thường nhớ, cho lòng mẹ héo hòn. Đó là hết. Nay thì Bùi Hồ cùng với lại em Nhân với lại anh Hoa muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị xem về một người đàn ông sống lập dị ở trong một cái căn nhà có 102 ngay tại miền Tây như thế này. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai là một cái sự tâm linh nào đó liên quan đến cái cuộc đời của chú trong cái quá trình mà chú tham gia chiến tranh ở chiến trường Tây Nam. Mình thì không nói nhiều về những cái vấn đề khác mà muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị xem những cái câu chuyện mà mình không thể nào mà mình tưởng tượng rằng nó có ở trên cái cõi đời này. Và rất mong cái câu chuyện này sẽ chia sẻ được cho cô bác quý anh chị một điều gì đó về một cái quá khứ của chú ngày xưa
cũng như là một người đàn ông sống trong cái cảnh lập dị như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ạ. Cái trần nhà nó bị sập lún hết à.